Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ok. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với lại chú Vũ Minh Châu tại vườn Tân Triều. Cháu chào chú ạ. Rồi, chú chào Lê Thọ, chào anh em Ok nhá. Xin chào. Chú ơi, mấy hôm nay cháu theo dõi trên mạng Trần Tuyển đưa lên lên Facebook. Chú đã tạo tác và đến giờ này là hoàn thành tác phẩm si cho anh Trinh đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Và đến hôm nay cháu xin phép chú là làm một cái video để công bố với cộng đồng. Rồi, xin mời cháu. Tác phẩm mới của anh Trinh ra đời dưới bàn tay của chú. Rồi. Chú ơi, chú vì là những cái ngày làm ấy, chú làm thì cháu không có điều kiện theo dõi được. Rồi. Chú có thể chia sẻ giúp cháu về cái cây này là cây si hồi xưa là chú cũng để cho anh Trinh từ cách đây mười mấy năm rồi. Dạ thế ạ. Ừ, thế anh Trinh anh giữ lại anh nuôi, thế đợt này là anh cũng muốn coi như là được cây này đã đến cái lúc là phải nâng cấp nó lên. À. Đấy, đến cái lúc nâng cấp lên thì đợt này mới quyết định để mang vào đây để chú xử lý chứ. Cho nó lên đá cho nó đẹp cháu ạ. Vâng. Hôm nay đến ngày thứ ba rồi đấy. À chú làm xong được sợ và ủ được 3 ngày đúng không? Ủ được 3 ngày và bây giờ là chú bỏ ra để chú phun thuốc đấy. Phun thuốc bổ sung đấy. Vâng, cháu thấy một số cái chỗ nó sưng và nó trắng trắng rồi. Đúng rồi. Và đây chúng ta nhân tiện đây chúng ta xem luôn cái quy trình mà chú Châu sau khi làm xong này. Rất nhiều bác hỏi là chú sau khi chú Châu làm xong thì sẽ xử lý như nào, ủ như nào. Cái phần dưới này chắc là xỉ với lại phân lợn đấy đúng không ạ? À, cái phần dưới là thì vẫn bình thường thôi, nhưng ở trên thì mình những cái điểm nào mà cần ra rễ đúng không? Cần ra rễ mà những cái đầu rễ thì mình cho ít mình cho mình dắt sơ dừa vào. Vâng. Xong mình phun thuốc kích thích vào. Xong để nó ở cái chế độ coi như là nóng, tối, ẩm. Nhưng phải nói là cái cây này nóng 30 độ. Cây này của anh của anh Trinh cái hôm trước cái cháu nhìn rồi chú ạ. Ừ. Nhìn rồi nó ở mặt đất. Rồi. Nhưng phải nói là được lên đây nó đổi đời luôn. Theo như khán giả, theo như mọi người xem cái cây này từ lúc nó ở cái chậu đất và đến lúc làm lên này. Vâng. Mà họ đánh giá là lên 70%. Lên 70%. Tuyệt vời quá. Thế thì bây giờ giá nó khác nhỉ? Này ai mua được quả Trinh nhỉ? Vẫn mua được bình thường. Đìa. Đìa cho chủ cái, mất cây luôn. Cây của nhà giàu ấy. Vì thấy chú ơi cái kiểu này cháu thấy nó tranh vinh nhỉ? Chú nhỉ? Chú thích cái kiểu này mà. Anh Trinh cũng thích kiểu này mà. Là chú mới làm cái tác phẩm nó kiểu này. Cái kiểu này nó cháu thấy nó rất là giống cái bonsai quốc tế. Đúng rồi. Rất nhiều cái nghệ nhân. Nó có những cái kiểu này nó là những cái kiểu của bây giờ là những cái bonsai đương đại nó đang hướng tới. Bonsai đương đại nhưng cái chú biết cái ở quốc tế nó kém mình gì không? Kém mình chính là cái cây đấy. Cái cây ở quốc tế nó không bao giờ nó không cổ thụ như này. Nó không đạt được cái mức kể cả đá cây xanh chị mình. Kể cả đá của quốc tế không ăn được đá của Việt Nam. Vâng. Cũng may đợt này là làm cho anh Trinh là chú đi chú mua được hòn cốt rất là đẹp. Hòn cốt này hầu như ăn sẵn. À gần nó cũng liền nhiều đúng không? Nó liền nhiều. Vâng. Đấy, cháu nhìn xem ạ. Trông cái hòn cốt trông rợn người. Giống như hòn cốt trông đẹp đúng không? Vâng. Lét nó đợi lét nào ra lét đi. Thực sự đẹp chú ạ. Đẹp không chú? Ngắm ở tất cả các góc độ. Các góc độ. Tất cả các đường nét chú xử lý nó những cái phân liệt chú xử lý hết mà. Vâng. Mà cái bóng của anh ấy cũng tương đối hòm hòm ấy. Chưa đâu, cháu ạ, lay mai xong rồi. Lay mai đến lúc mà chú đang thả đây để chú nuôi cái bộ rễ là bám vào đá xong bắt đầu chú lén đến cái bước thứ hai là lén cây lại. Lén lùn nó xuống. Lén lại, lén tán lùn nó xuống nó còn đẹp nữa. Vâng. Nó càng lùn xuống bao nhiêu thì cây nó càng phình ngang ra bấy nhiêu. Vâng. Và nó càng phình ngang thì càng đậm tính cổ thụ bấy nhiêu. Dạ. Phải lén nó lại. Chứ không phải là nó cứ rong rong này nó xấu. Trông nó lon cây. Quá đẹp. Em xin chúc mừng anh Trinh, chủ nhân của một tác phẩm mới. Trước anh để cái cây xì đây em đã thấy cái thân thủ cây nó quý rồi. Nhưng phải nói là bây giờ lên trên một cái viên sau khi chú Châu tạo tác đá xong phải nói là cây nó nâng tầm lên rất nhiều. Cây này là cây anh lấy của chú Châu 14 năm trước rồi. Vâng.
Thực ra là cái lúc đó 14 năm trước, hồi đấy anh đã thấy nó rất là đẹp rồi. Chú Châu đã bảo mày yêu thích cây thì mày lấy, mày giữ lấy để sau này nó không truyền ra ngoài. Chú còn, anh còn nhớ mãi chú bảo anh thế mà. Thì trong vườn chú lúc đấy nhất là con đa, xong đến con si này. Anh mua 14 năm trước rồi. 14 năm. 14 năm rồi. Xong anh cất đi 10 năm chú mới nhìn lại đấy. Thế sau đó 4 năm nay thì bắt đầu mới đưa lên đây. Mà lúc ấy chú đã bảo với Trinh là giữ cái cây si này này 10 năm sau thì biết mặt nào. Đúng rồi. Bây giờ đúng là nó... Bây giờ cháu bảo một cây si mà nó đạt đến độ già này là gớm lắm. Kéo cột đầy đủ tính chất của cây cổ thụ. Chú Châu cũng là may mắn là bán những cái, để lại những cái cây cho anh Trinh là người giữ được cây. Nên là bây giờ còn những cái tác phẩm còn lại. Cây cối nó là tùy duyên ấy. Vâng. Thực ra là khi mình đủ độ yêu thích với đam mê thì cây đẹp nó sẽ đến với mình. Đây, cây nó lên nụ hết này anh nhỉ. Yeah. Dạ. Vô cục nó già lắm rồi. Anh ơi, si này là si gì anh nhỉ? Cái là cây si búp hồng bình thường, nhưng mà cái loại này da nó đẹp lắm. Loại này da nó trắng mà nó sưng nên đẹp lắm. Hai là nó biến đúng không? Nó mốc còn già rồi. Cái da nó mốc già, mốc nứt thân à. Mốc. Con này thân nó to nó nứt. Da nó cứ vàng là đẹp lắm. À, đúng rồi. Do tuổi của cây. Chú ơi, cháu thấy là nhìn mặt nào cũng là mặt chính nhỉ? Thấy mỗi mặt nó lại có một cái vẻ đẹp riêng. Mỗi mặt nào là cũng coi như là nói chung là chú chữa hết liệt. Chữa hết liệt. Mỗi mặt cháu nhìn thấy nó có một vẻ khác nhau. À, cái cây này làm khi mà làm chú đặt nguyên lên hay là chú có đục không? Cây là? Cây này này. Cây này ôi, cây này trải qua phẫu thuật 2-3 lần rồi nó mới thế này. Không, ý cháu nói là cây hôm vừa rồi cơ. Hôm vừa rồi không. Hôm vừa thì không. Cơ bản là trước đây là chú đã can thiệp đây, vài lần rồi đúng không? Trước đây là vài lần rồi. Nhiều lần rồi, nói chung là thì cháu bảo là mới hiện đại này chứ còn nếu mà không không qua thẩm mỹ thì cháu bảo làm sao nó hiện đại lại được. Đẹp nhưng phải hiện đại. Mặt này trông rất là tranh vênh chú nhé. Nhưng mà cái mặt này cây trông nu hơn nhỉ anh nhỉ. Mặt nào nó có cái gớm. Như mặt sắc. dùng từ lóng này trông như mặt sắc. Cây này nó bốn mặt rồi. Vâng. Chú Châu đây nó nứt hết rồi, chú Châu này năm nay bắt đầu nứt hết rồi. Nứt hết mà. Năm nào mỗi năm nó nứt. Nó phì. Nó to thân. Bây giờ nó đang phì rồi. Nó phì ngang em ạ. Phì ngang. Thế mới hay. Từ hồi chú cho ăn cái dinh dưỡng đặc biệt đấy là cây này nó phì ngang nhiều khỏe lắm. Bởi vì cái dinh dưỡng đấy là tế bào nó phát triển chiều ngang mà. Nó không phát triển chiều dọc mà. Vâng. Cho nên độ phì nó rất là gớm. Cháu xin cảm ơn chú Châu đã bớt chút thời gian giao lưu cây nhiều cây. Em xin chúc mừng anh Trinh, chủ nhân của tác phẩm mới ra đời, và em hy vọng là cây của anh sẽ sớm, tức là trình làng sớm nhất để anh em trong làng cây được ngắm trực tiếp ở các cái sân chơi lớn. Xin chúc mừng anh ạ. Cảm ơn em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.